Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tin rằng quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể đạt giá trị 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Tạp chí Tri thức Thông tin mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Hoa Sen tổ chức talk show Kinh tế Tri thức nền tảng cho tương lai thịnh vượng và hành động của giới trẻ. Chương trình có sự tham gia của giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng khoảng 1.200 người là lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp sáng tạo, công dân trẻ tiêu biểu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu mở đầu buổi đối thoại, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang trong giai đoạn tái cấu trúc để chuyển đổi nền kinh tế trên cơ sở phát huy yếu tố khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức. Do đó, chủ đề đối thoại rất thiết thực, hữu ích cho Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi đối thoại này sẽ gợi ý cho thành phố những định hướng đúng, giải pháp đúng và những người trực tiếp tham dự đối thoại cũng là những người đóng góp cho xây dựng phát triển thành phố, ông nói. Chia sẻ trong buổi đối thoại, ông Klaus Schwab nhận định thế giới đang trải qua một giai đoạn căng thẳng, xu hướng đa dạng hóa theo đó nổi lên và Việt Nam là một thành tố rất quan trọng. 20 đến 30 năm nữa, chắc chắn Việt Nam sẽ là một trong 40 cường quốc kinh tế quan trọng nhất thế giới. Việt Nam sẽ khiến thế giới ngạc nhiên về năng lực đổi mới của mình, Chủ tịch WEF nhấn mạnh. Giáo sư Klaus Schwab cho rằng, sự phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong vài thập kỷ qua là minh chứng cho khả năng phục hồi, sự linh hoạt và quá trình hoạch định chính sách có chiến lược. Theo ông, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đã và đang định vị mình là một nhân tố quan trọng trong thương mại và sản xuất toàn cầu. Nhà sáng lập WEF nhận định, quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể đạt giá trị 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050. Điều này dựa vào các yếu tố thực tế là quy mô thị trường lớn với hơn 100 triệu dân. GDP năm 2024 dự kiến đạt 430 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP dao động 6-7% và độ tuổi trung vị của dân số chỉ hơn 30 tuổi. Giáo sư Klaus Schwab nhìn nhận, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện chủ yếu phụ thuộc vào các ngành công nghiệp và xuất khẩu, đặc biệt là các lĩnh vực điện tử sản xuất. Tuy nhiên, đến năm 2050, cấu trúc kinh tế và xã hội sẽ thay đổi đáng kể với sự chuyển đổi từ thời đại công nghệ sang kỷ nguyên trí tuệ, Chủ tịch WEF bổ sung. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Tại buổi thảo luận nối tiếp diễn thuyết, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề rằng thế hệ trẻ hiện nay đang nỗ lực xây dựng tư duy toàn cầu. Họ song sáo giải quyết các thách thức trên thế giới, song lại không thực sự tập trung vào quê hương của chính mình. Điều này hoàn toàn khác với thế hệ chúng tôi, vốn rất quan tâm đến nước nhà. Theo ông, đây là thách thức hay lợi thế để Việt Nam phát triển nền kinh tế tri thức? Và với tư cách là một nhà giáo dục, một giảng viên, tôi có nên cố gắng tác động để các bạn tập trung hơn vào Việt Nam, hay tôi nên thuận theo xu thế hòa nhập với các bạn? Phó giáo sư Thảo băn khoăn. Giải đáp vấn đề này, ông Klaus Schwab nhận định, mọi người thường nhầm lẫn giữa tư duy dân tộc và tư duy toàn cầu, bởi đôi khi lợi ích quốc gia lại trùng với lợi ích quốc tế như ở vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, giáo sư Schwab nhấn mạnh rằng cần có sự cân bằng giữa tư duy toàn cầu và căn tính dân tộc, vừa phải có cái nhìn rộng mở, sẵn sàng hợp tác quốc tế, vừa phải giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc. Đây là một bài học rất quan trọng đối với người trẻ tuổi. Ví dụ ở châu Âu, để phát triển thì ngoài căn tính dân tộc, các bạn còn có căn tính châu Âu. Tóm lại, chúng ta phải sống với nhiều căn tính khác nhau, tùy thuộc vào vấn đề mà chúng ta đang đối mặt là nội bộ hay toàn cầu. Nhưng trên hết, đừng mất gốc mà hãy luôn có ý thức về nguồn cội của mình, giáo sư Schwab nhấn mạnh. Thạc sĩ Phù Trường Thắng, thành viên Hội đồng Quản trị Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Hoa Sen, nếu thắc mắc là làm sao để các trường đại học có thể giúp sinh viên trở thành những nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế tri thức và làm sao để trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để luôn thích ứng được với sự chuyển biến của thời đại. Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho rằng, bất chấp những xung đột đang diễn ra, tương lai của thế giới sẽ luôn là bức tranh các quốc gia ngày càng phụ thuộc lẫn nhau để cùng phát triển. Đó là lý do sinh viên không chỉ nên nhắm tới việc trở nên giỏi nhất tại trường đại học trong nước mà phải mở rộng ra bối cảnh toàn cầu và tạo điều kiện cho sự vươn lên này. Sự hợp tác giữa các trường đại học trên thế giới là vô cùng cần thiết. Trường đại học phải tăng cường mối quan hệ với các đơn vị khác và mở rộng các chương trình trao đổi Exchange Program. Bản thân sinh viên cũng phải theo kịp những gì đang diễn ra trên trường quốc tế, chứ đừng dừng lại chỉ ở trong nước. Vì chính Việt Nam cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào thị trường toàn cầu,
cũng như sự phát triển công nghệ trên thế giới. Hãy kết nối sinh viên vào hệ thống quốc tế, giáo sư Schwab nhắn nhủ. Tôi tin điều này sẽ thuận lợi khi bản thân thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang kết nối với hơn 50 địa phương khác trên thế giới, ông Schwab nói thêm. Bạn nghĩ như thế nào về nhận định của Chủ tịch WEF? Liệu nền kinh tế Việt Nam có thể đạt giá trị 2.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Bạn đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gân cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzardo, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats WM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.